Xin chào anh chị, em Hoàng An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Chào mừng tất cả anh chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần ngày 24 tháng 8. Một tuần một lần em An sẽ lên sóng cập nhật báo giá tất cả, tổng hợp tất cả những mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng em An. Và hôm nay thứ bảy em An sẽ lựa chọn cơ sở gầm cao để cập nhật giới thiệu cho anh chị những mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi và cả bán tải nữa chị nhá. So với phiên live, so với những cái video tổng hợp trước thì hôm nay cũng vãn đi rất nhiều xe rồi. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái mẫu xe mà nó vẫn cứng đầu đang làm tại showroom. Chính vì vậy mà lát nữa em An sẽ điểm nhanh những cái mẫu xe mà làm lâu hơn một chút. Và anh chị nào thực sự quan tâm thiện chí hãy alo cho em An vào số line 0943 444 550 hoặc 0968 390 391, hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương nhà em An ở ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, xem xe, trải nghiệm xe và thương lượng giá. Em An sẽ hỗ trợ giá tốt nhất cho chị, đặc biệt trong tháng ngâu lại chị nhá. Và cửa hàng em An hoạt động từ 7:30 đến 19 giờ hàng ngày, nhưng anh chị có thể là đặt lịch xem xe, lái thử xe ngoài giờ hành chính cũng được. Và bên em An có hỗ trợ trả góp từ đời 18, 19 trở lên với những xe trên 300 triệu. Và em An thì bán xe ra thì luôn cam kết bằng 5 tiêu chí vàng này, có văn bản cam kết kèm theo. Anh chị được quyền kiểm tra, check test tại hãng hoặc gara tùy ý. Sau khi mà anh chị nhận xe thì bên em An có bảo hành cho anh chị bằng văn bản về động cơ và hộp số anh chị nhé. Những cái vấn đề như điện, bình ắc quy, máy lạnh thì tại thời điểm anh chị nhận xe, anh chị kiểm tra xe và sau bán hàng thì bên em sẽ không bảo hành. Em An chỉ bảo hành động cơ, hộp số thôi, những cái quan trọng nhất của một chiếc xe cũ anh chị nhé. Rồi, ngay sau đây thì em An sẽ cập nhật và báo giá những mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi tại cơ sở 3 nhà em An trong ngày thứ bảy ngày hôm nay. Xin chúc cả anh chị có một ngày cuối tuần thật nhiều yêu thương, thật nhiều những phút giây thoải mái thư giãn trong kênh của em An. Chiếc xe đầu tiên giới thiệu chị là CRV. CRV thì hiện tại em An đã có 3 chiếc tất cả anh chị không. Em này của em An là phiên bản L 2020 anh chị nhá, bản L. Chiếc này đang có mức giá là 879 triệu đồng cho chiếc Honda CRV phiên bản L 2020 này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, em An đang có khá nhiều những mẫu xe lướt, xe đẹp, xe ít km và có những cái mẫu xe mà đi có mấy nghìn cây thôi. Đây, trong đây em An có một chiếc Mazda CX-5 2023 này. Em này của em An là phiên bản Bre Sport. Sport nha anh chị, thể thao màu đỏ ruby. Mazda CX-5 thì thiết kế quá đẹp rồi. Hiện tại nhà em An đang có sẵn 3 chiếc CX-5 23 20. Đấy, hai chiếc luôn, hai chiếc 20 và một chiếc 23 đây. Em này đi 7.500 cây và mức giá là 838 triệu. Anh chị cần hình ảnh, cần video chi tiết bất cứ mẫu xe nào, anh chị hãy comment trên video của em An hoặc nhắn tin Zalo cho em An nhé. Em An sẽ sắp xếp được quay cho chị. Lượng xe rất là nhiều và không gian nó hơi chật, nên là chính vì vậy mà em An không có quay kỹ cho chị được nội thất màu đen nguyên bản nhé. Thiết kế công nghệ an toàn thì nó ngập tràn rồi. Tiếp theo em An đã có một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu Bre màu vàng đồng 2021. Em này của em An đang đi hơn 7 vạn km còn lốp theo xe. Mức giá là 1 tỷ 016 triệu, 1 tỷ 038 triệu cho mẫu này. Hyundai Santa Fe màu vàng đồng. Đấy, bản cao cấp nhất nhá, dầu Bre. Tiếp theo bên đây em An có Creta này. Creta thì em An đang có 3 chiếc đỏ, đen và màu xanh. Chiếc xe trước mắt anh chị là một chiếc màu đỏ phiên bản tiêu chuẩn 2023. Xe thì mới chạy chuẩn chỉ 11.000 km thôi. Động cơ 1.5, một mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi rất trẻ trung, thể thao và rộng rãi chị nhá. Nội thất màu đen. Khám phí còn đến tháng 4 2026. Em này nhà em An đang có mức giá cho chị là 599 triệu hỗ trợ banh thoải mái chị ạ. Tiếp theo bên đây thì em An đang có một chiếc Hyundai Creta phiên bản số tự động máy xăng 1.5. Em này thì đây là lần đầu tiên mà em An bán vì nó rất là ít hàng trên thị trường, nhập ấn thôi chị nhá. 2017 đi chuẩn chỉ 59.000 một từ đầu luôn. Biển ngay Dĩ An, Bình Dương. Nội thất ghế hai màu, đăng kiểm một đến tháng 4 2025. Em này đang có mức giá cho chị là 488 triệu cho em Hyundai Creta phiên bản xăng 2017. À, đây, ở đây thì em An có một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Bre màu xanh Kavansai đây ạ. 2020, xe đang chạy chuẩn chỉ 38.000 một chủ từ đầu. Mức giá hiện tại bên em An đang chào bán là 715 triệu đồng. Ngoài ra thì có một cái mẫu xe này thì em An đang đi nên là em An cũng giới thiệu qua cho chị tham khảo nhé. Kia Cerato phiên bản 1.6 AT Luxury 2019. Chiếc này đặc biệt đi chuẩn chỉ 38.000 một chủ đầu. Lịch sử vào giữa ngã khung sơn đi rất là nhiều, ghế da, ghế điện, cửa sổ trời. Chiếc này đăng kiểm 1 đến tháng 12 2025. Giá bán là 489 triệu chị em. Tiếp tục mời chị vào đây với em An với hàng xe thứ hai. Quá nhiều lựa chọn đúng không anh chị? Đấy. Ở đây thì em An sẽ giới thiệu theo thứ tự cho anh chị dễ quan sát nhá. Đây, ở đây thì em An đang có một chiếc Kia Sorento. Đấy.
tài chính 518 triệu là anh có rồi. Hôm trước em An có một chiếc 215 thì các bạn đã nhận cọc rồi. Em này trước mắt chị là màu trắng phiên bản xăng tiêu chuẩn 2017. Xe của em An đang đi hơn 6 vạn, chính xác là 6 vạn 3 km một chiều từ đầu. Đăng kiểm vào đến tháng 12/2025, một chiếc SUV 7 chỗ ngồi số tự động máy xăng, rộng rãi kiểu dáng đẹp. 518 thôi. Đấy. Xpander thì hiện tại em An đã có 3 chiếc nhá. Ở đây thì làm chiếc số sàn 2021. Em xe này của em An thì đã lên ghế da, lên màn hình rồi. Ô tô hiện tại đang là 45.000 km và mức giá đang là 485 triệu đồng cho chiếc Xpander số sàn 2021 này. Đây, một chiếc CRV bản giới hạn này chị này. Đấy. Em này của em An là CRV phiên bản L SE nha chị nhá. Black Edition. Nó là đầu tiên em An bán luôn. Mâm đen này, phần trần nó cũng sẽ là đen luôn, đậm tính thể thao đúng không ạ, đen huyền bí. 27.000 km và em này của Man thì hiện tại đang là 939 triệu. Đăng kiểm một đến tháng 12/2025. 20 thì bắt đầu là sổ Việt rồi, sản xuất tại Việt Nam rồi. Honda CRV động cơ 1.5 turbo. Anh chị không? Bản cao cấp nhất. Thậm chí là ở phần ghế nó sẽ có in cái chữ Black Edition luôn. Đấy. Đậm chất thể thao rồi, 939. Tiếp theo là một chiếc MPV 5+2 có giá cực kỳ là mềm trong phân khúc đây. Trước mắt chị là một chiếc Hyundai Stargazer 2022 1.5 AT phiên bản đặc biệt. Chiếc xe của Man mới lướt có 18.000 km thôi. Đăng kiểm cho chị còn đến tháng 11/2025. 538 triệu, mâm phay, ghế da, có đầy đủ thông minh, màn hình, cam lùi đầy đủ hết đây chị nhá. Em này em An đánh giá là một trong những chiếc xe có giá cực kỳ là tốt. Có thể là ngoại thất không quá đẹp nhưng khẳng định với chị rằng trong tầm giá này và cảm giác lái trải nghiệm cũng như mức tiêu nhiên liệu thì em này rất ok đây chị nhá. Đây cũng là một chiếc gầm cao 5 chỗ ngồi có giá rất là tốt trên thị trường. Với cái option thì gọi là miên man luôn. Thậm chí là nhiều mẫu xe mà tầm tiền nhiều hơn có thể phải ghen tị với em này. Trước mắt chị là một chiếc MG ZS 2022 bản Luxury màu đen. Xe thì mới đi có 11.000 km thôi, được trang bị cam 360, cửa sổ trời, thắng tay điện tử Auto Hold. Nói chung rất là nhiều luôn, khám phí cho chị còn đến tháng 7/2025. Chiếc này của em An đang có mức giá cho chị là 486 triệu chị nhá, 486. Sang với Suzuki XL7, em An đang có sẵn một 3 chiếc XL7 luôn. Nhưng cùng năm sản xuất, cùng phiên bản nhưng mà giá thì nó hơi lệch nhau. Chiếc này của em An là 2022. Đã lên cam hành trình rồi, động cơ 1.5, XL7 cũng là một chiếc xe MPV thực sự là tầm giá tốt. Chạy rất là nhẹ nhàng, mượt mà chị nhá. Anh chị cứ lên đây em An luôn hỗ trợ chị chạy thử đấy, chị cảm nhận được chất lượng sau tay lái và em An khuyến khích chị lái thử nhá. Chiếc này của em An thì km rất là ít, mới đi có 12.000 thôi. Nên là cái mức giá mà em An đang mong muốn là 548. Giá thì thật nhiên là em An vẫn có thương lượng nhưng mà với những chiếc xe cùng năm sản xuất nhưng km nó ít, giá thì nó có thể lệch nhau. Ở đây thì em An luôn có những cái sản phẩm để chị so sánh, để chị đánh giá nhé. 548 triệu cho em XL7 này. Chiếc này đăng kiểm vào đến tháng 12/2024. Đây, bên đây cũng là một chiếc XL7 này. Những cái màu này gọi là màu rượu nhau nhá. Em này lên ghế da rồi, một chủ từ đầu, ghế da hai màu. Chiếc này thì đi nhiều hơn một chút này, em này đã đi đến 75.000 km rồi. Chính vậy mà mức giá nó chỉ có 510 triệu thôi, 75.000. Đăng kiểm cũng còn đến tháng 12/2024, đã lên ghế da cho chị rồi. Tiếp tục vào bên trong đây, em An đang còn hàng xe thứ hai. Đây, em An có HRV này. HRV thì em An đang có hai chiếc nhá. Một chiếc bản G màu đen đang dọn dẹp. Chiếc xe trước mai chị là màu xanh bản L218, một chủ từ đầu. Xe đang lăn bánh chuẩn chỉ cho chị 63.000. Thắng tay điện tử Auto Hold, ghế điện, cửa sổ trời. Khám phí còn đến tháng 3/2025. Cam hành trình đã lên rồi, em này đang có mức giá chị là 548 triệu. Đây, cũng là một chiếc xe rất mới, rất lướt này. Hyundai Creta phiên bản xăng đặc biệt 1.5 2022 màu xanh. Xe của Man đã được chủ xe sơn mâm rồi. Em này đang chạy chuẩn chỉ cho chị là 10.000 km thôi. 10.000 km rất mới luôn. 628 triệu, đăng kiểm một đến tháng 8/2025, 628 triệu cho em Creta này. Đây, bên đây em An còn một chiếc XL7 nữa chị nào. Suzuki XL7, màu này của em An là màu khaki nha chị nhá, màu khaki, một cái màu rất là lạ, màu nó giống như cái màu quân đội chị ạ. Chiếc này đi 27.000, chính vì vậy mà nó sẽ giá nó sẽ mềm hơn em 12.000, 10 triệu. 538 triệu rồi ạ cho chiếc Suzuki XL7 này 2022, đi đúng 27.000. Chất lượng còn rất là tuyệt đối nhá. Với những xe lướt thì nó sẽ tiết kiệm tương đối là không quá nhiều so với xe đời sâu. Tiếp theo là một chiếc Toyota Rut, em này cũng là màu rượu nho này. Dòng Rut này thì có khoảng sáng gầm tốt, dẫn động cầu sau rất là khỏe.
khám phí đến tháng 12/2025 em này đang đi là 63.000 km, 21 548 triệu, chị em. Sang một chiếc 7 chỗ ngồi, một chiếc SUV đến từ thương hiệu Nissan, giá mềm này. Đấy. Em này của Man thì hiện tại có ghế da nguyên bản màu đen, ghế điện, cửa lóc, khóa đầy đủ thông minh, gương chống chói, chị em này của Man đang đi 68.000 một chủ đầu, 2.0 máy xăng bản Bre. Giá bán hiện tại đang là 548 triệu luôn, 7 chỗ ngồi nha chị, Nissan X-Trail. X-Trail. Đấy. Đây, sang một chiếc xe 7 chỗ ngồi, một chiếc SUV nữa cũng là giá mềm đây. Chevrolet Tiber Laser số tự động 1 cầu máy dầu 2018, xe đi 85.000 km và mức giá bán đang là 529 một cầu chị em, máy dầu. Chevrolet Tiber Laser. Tiếp tục mời chị vào hàng xe thứ ba. Đây, có chiếc này làm hơi lâu nên là đang giảm giá tốt này chị này. Hyundai Tucson 2017 xăng đặc biệt, xe đang chạy 94.000 một chủ đầu, sổ nhập hàng nguyên chiếc luôn. Em này bên em mới đi đăng kiểm lại có đến 2026. Đã lên màn hình cam hành trình rồi. Trong chiếc xe này 628 và hôm nay chỉ còn 598 thôi. Nói chung là giảm em này đến 30 triệu rồi mới đi đăng kiểm lại. Nói chung là em này thì em An xác định là bán quê vốn, là em An bán nha, 598. Đấy. Tiếp theo bên đây thì em An có Xpander Cross này 2022, thắng tay điện tử cam 360, đăng kiểm một đến tháng 9/2025. Em này nhà Man đang có mức giá cho chị là 618 ạ. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Xpander sổ nhập số sàn, anh chị về dịch vụ đi gia đình, giá mềm này, loanh quanh 400 này chị có xe rồi, 428 cho chiếc Xpander số sàn 2018. Em này thì đồ chơi nếu mà tính ra nó tầm 50 triệu, lên cặp đèn gầm sương mù này, lên ghế da này, lên màn hình Android này, cam hành trình, nốt sàn, các phụ kiện bên ngoài đầy đủ hết rồi. Đăng kiểm một đến tháng 12/2024, 428 triệu cho chiếc Xpander số sàn 18 này. Toyota Veloz. Veloz thì em An có hai chiếc, nhưng mà một chiếc CVT màu trắng thì anh em đang cho qua bên cơ sở gầm cao, bên gara để dọn dẹp rồi. Thì trước mắt chị là chỉ còn một chiếc 22 bản tốt thôi. Chiếc này đang đi 22.000 chuẩn mà mức giá là 628. Đăng kiểm còn đến tháng 3/2025 cho chiếc Toyota Veloz này. Một chiếc MPV 5+2 rộng rãi, thiết kế rộng, trẻ trung và tầm giá thì cũng cao nhất trong phân khúc, được cái là option nhiều. Đấy. Về lốt tốp nhá, em An còn một chiếc CVT 22 nữa, em đó đang sờ ba rửa dọn, anh chị nào cần màu trắng thì có thể kết nối. Về lốt tốp 629 triệu. Tiếp theo là một chiếc CRV, em này cũng đẹp này anh chị này, bản đủ nhá. Thời điểm đầu 17 trở về trước thì nó chỉ có bản 2.0 và 2.4 thôi, cuối 17 thì ra form mới thì mới có bản E, bản G, bản L đấy chị ạ. Em này của em An là màu đỏ đô này. Honda CRV bản 2.4/2016 đi chuẩn chỉ 9 vạn. Lợi thế cho chị là chủ xe đã lên 4 quả lốp Michelin mới tinh rồi, cũng mấy chục triệu rồi chị nhá, hơn 20 triệu. Và mâm ở bản 2.4 sẽ là mâm phay, và bản này sẽ có ghế điện và cửa sổ trời nữa. Khám phí còn đến tháng 11/2025 cho chiếc CRV này. Em này đang có mức giá là 578/2016 chị ạ. Đấy. Bậc lên xuống là lên rồi. Tiếp tục vào trong đây thì với 4 chiếc Fortuner nữa. Fortuner thì em An đã có tổng 6 chiếc nhá. Có một chiếc tự động máy dầu 19 màu trắng, một chiếc số sàn máy dầu 17 màu bạc nữa. Hai xe đó thì đều đang dọn dẹp sở bay. Đấy, chị nào mà quan tâm những cái mẫu đấy thì mình có thể kết nối để em An có thể gửi hình ảnh cho chị. Chiếc xe trước mắt chị là Fortuner số tự động máy xăng 2017, sổ nhập Indo, Odo hiện tại là 72.000, ghế điện, ghế da màu nâu nguyên bản, 698, đăng kiểm cho chị còn đến tháng 12/2025. Tiếp theo là một chiếc Fortuner máy xăng 2013 tự động, xe của Man đã lên ghế da, lên màn hình cam hành trình rồi, máy xăng 2.7. Đấy, em này đi gia đình thôi, nếu mà dịch vụ thì nó sẽ không hợp lý. Chỉ có 428 triệu là chị đã có em này rồi, đăng kiểm đến tháng 12/2024. Anh chị nhá, màu này gọi là màu xám lông chuột, 7 chỗ ngồi số tự động máy xăng. Tiếp theo bên đây em An có Fortuner hai chiếc máy dầu nha, nhưng mà hai chiếc này thì nó có giá nó hơi nghịch nhau một chút, một chiếc xe đời thấp hơn, giá cao hơn một chiếc xe đời cao. Trước mắt chị là một chiếc Fortuner máy dầu số sàn 15, em này đi chuẩn chỉ 87.000, còn bỏ theo xe 1 chủ đầu. Đã lên ghế da màn hình rồi, em này đang có mức giá là 626. Em ở đây thì mua được giá hợp lý hơn, cũng như là Odo nhiều hơn nên là giá nó mềm hơn nhá. Em này của Man là 2016 máy dầu, xe này của Man đang chạy cho chị là 120.000. Đấy, giá chỉ có 599 thôi, 2016 nhá. Tất cả đều là máy dầu hết, lỗ mũi này chị đâu. Rồi anh chị ơi, em An vừa mang đến chị, vừa gửi đến tất cả chị khách hàng thân yêu của em An bộ sưu tập những mẫu xe gầm cao đang có sẵn tại cửa nhà Man trong ngày hôm nay thứ bảy ngày 24/8. Và anh chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào hãy alo cho em An nhé. Rất mong nhận sự yêu thương, sự ủng hộ, quan tâm của anh chị dành cho siêu thị ô tô Bình Dương. Và anh chị cần
hỗ trợ về giá bất cứ một xe nào, chị hãy nhấc máy gọi điện cho Aman để Aman hỗ trợ giá tốt nhất cho chị được không ạ? Một nữa thì Aman cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quý báu của mình nó xem video của Aman. Giờ này thì xin chào và gặp lại chị, xin chúc chị một ngày cuối tuần thật trọn vẹn bên gia đình yêu thương của mình. Xin chào và gặp lại chị, xin chào.